Nếu mà cao mà giá như lúc trước thêm 1 kg phân 45 ngàn á là tháng, nếu mà tính được thu nhập từ cao cũng phải 2 cái này của bác bảy hả? Ừ, ngang khúc kia đó, chứ mình nó tốn một của bác bảy nhiều lắm nghe. Kia ông làm theo mình, ông hôm đầu tiên ông không chịu, ông làm cái kiểu xưa á. Nó không bệnh nắng trơn. Của mình nó mệt thấy con ta nắng lên. Dạ. Tốt thì tốt. À, quán xấu quá thằng lắm. Nhưng mà ông dưới kia thì cũng tốt. Nữa bên đây nè, nữa bên đây, ông lấy cây, ông thủy lên. Phải, ông rải sao. Mi ơi. Là kia ông làm theo cái ông chịu, ông làm theo bài của ông, cuối cùng tới bị hư cái đò mới sửa lại nó, bây giờ này nó hư này rồi. Vui vui, nó cây còn nó vui vui đây.